nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng xúc động khi hát ca khúc về cha mẹ dịp Tết Trung Thu. Cha mẹ tôi già đây là tác phẩm hội tụ những cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung về cha, mẹ, về tình thân gia đình để rồi dành tâm huyết sáng tác và gửi gắm vào giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đưa đến người yêu nhạc dịp này. Nhằm Tết Trung Thu 2024, Tết của tình thân, giọng ca nhạc đỏ vùng đất mỏ, Quảng Ninh, Quán Quân Sao Mai 2003, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng giới thiệu tới người yêu nhạc tác phẩm âm nhạc mang đậm âm hưởng dân gian trữ tình về cha mẹ tôi già. Đây là ca khúc mới nhất được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, gửi gắm vào giọng ca sâu lắng và đầy trải nghiệm của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng để tri ân cha mẹ. Cũng như nói lên tiếng lòng của những người con hãy luôn trân quý, yêu thương, quan tâm đến đấng sinh thành đang già đi theo tháng năm. Cha mẹ tôi già đây là tác phẩm hội tụ những cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung về cha, mẹ, về tình thân gia đình để rồi dành tâm huyết sáng tác và gửi gắm vào giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đưa đến người yêu nhạc dịp này. Ca khúc được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí theo âm hưởng dân gian trữ tình, lấy tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết làm chủ đạo mang lại cho tác phẩm vừa sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời phát huy giọng hát bariton, nam trung, ấm áp. Trữ tình quyến rũ của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng để qua đó gửi gắm thông điệp đến người nghe. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng chia sẻ, vì nếu trước là những ca khúc hát riêng về cha, về mẹ thì ở bài hát này của nhạc sĩ có cả cha và mẹ. Thực sự là điều rất đáng quý, bởi thực tế trong danh mục những ca khúc của Việt Nam chưa có nhiều tác phẩm hát cả cha lẫn mẹ. Khi nhận tác phẩm của Nguyễn Thành Trung tôi khá là xúc động và nể bởi ca từ nhạc sĩ viết rất cảm xúc, mà cảm xúc đó đều từ sự nhìn nhận sự vật, hiện tượng để hình thành nên bài hát. Bởi vậy mang đến cho người hát những rung động, bật lên tiếng hát hết sức tự nhiên. Cha mẹ tôi già được nhạc sĩ viết nên từ cảm xúc nhìn lên bức tường nhà bố mẹ với hình ảnh nụ cười của họ trong bức ảnh cưới, cùng nhiều bức hình khác về các thành viên trong gia đình, được bố mẹ nâng niu như minh chứng cho sự gắn bó, tự hào, hạnh phúc của cha mẹ chia sẻ với ai đến chơi nhà. Tôi rất thích và xúc động với câu kết của bài hát Ai cũng có mẹ có cha. Câu kết ngân cao, vang lên như một lời nhắc nhớ, ai cũng có mẹ có cha, cha mẹ lúc nào cũng thương lo cho con, hy sinh hết mình vì các con. Ngay cả trong cuộc sống nhiều bộn bề lo toan như hiện nay, cha mẹ dù già vẫn luôn nhớ về con. Thương các con, lo toan cho các con không mong các con đền đáp. Tuy nhiên ở đâu đó vì bận rộn, vì cách xa, vì mưu cầu hạnh phúc, thành công sự nghiệp mà đôi khi các con sao nhãng bố mẹ già của mình. Nên khi hát những lời ca như vậy tôi đồng cảm với cảm xúc của nhạc sĩ, bởi ở chúng tôi có sự đồng cảm, đủ trải nghiệm, trưởng thành để cảm nhận những điều giản dị về tình thân gia đình, về cha mẹ, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng bày tỏ. Cũng theo nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, điều quan trọng khi hát những ca khúc về cha, mẹ thì cảm xúc luôn phải đầy đặn, kết hợp những ca từ, giai điệu sâu lắng, nghĩa tình nữa sẽ tạo hiệu ứng thành công. Những ca khúc về cha mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã tạo cảm xúc và kết hợp với sự sáng tạo của ca sĩ làm nên thành công của Cha Mẹ Tôi Già. Ngoài sự đồng điệu trong tâm hồn, thì qua bài hát nhạc sĩ và ca sĩ gửi gắm thông điệp tới những người con đang có cha mẹ hãy luôn quý trọng yêu thương cha mẹ mình, quý trọng gia đình của mình.